Nửa đêm đang ngủ thì nghe tiếng động lạ, sư thầy bàng hoàng vì câu trả lời mà mình nghe được. Đêm qua khi đang ngủ, sư thầy trẻ này bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài phòng nghỉ. Có vẻ như ai đó đang ở dưới bếp và làm cho son nồi liên tục rơi xuống đất. Sư thầy vội vàng mở cửa và hỏi xem rốt cuộc là ai đã đi lạc đến đây. Thế nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng của một con mèo. Thầy đó à? Mèo à? Thế vậy thì anh thở phào nhẹ nhõm và cho rằng có lẽ một con mèo hoang đang tìm đồ ăn. Đang tự trấn an thì anh bất ngờ nghe thấy tiếng trả lời. Mèo ăn à? Mèo ăn. Ừ, có chưa? Bấy giờ anh mới tá hỏa nhận ra một con mèo đang trò chuyện với mình. Chàng trai vô cùng sợ hãi và ngay lập tức đóng cửa. Phía dưới đoạn clip, nhiều người tỏ ra đồng cảm với vị thầy tu đáng thương. Nhiều khi ở mấy cái chùa vắng vẻ hẻo lánh lại là nơi trú ngụ của ma quỷ không đó. Ở chùa một mình còn gặp cảnh này thì chắc chỉ có xỉu thôi. Gặp cảnh này chắc không dám ngủ lại luôn quá. Bên cạnh đó thì nhiều người lại cho rằng có thể đây chỉ là ăn trộm giả tiếng mèo kêu để đánh lạc hướng sư thầy mà thôi. Khi tôi làm trộm giả tiếng mèo nhưng bị rối loạn ngôn ngữ. Báo mèo thật rồi mà ông này cứ hỏi hoài. Còn bạn nghĩ sao về trường hợp này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha.